Hi, Long mến chào à, cô chú anh chị em, chào tất cả mọi người. Ngày mới và tuần mới à, hôm nay Long đi hái dâu ha. Lâu quá rồi, hình như cũng cả tuần mà. Hình như cả tuần rồi á. Không có hái dâu từ khi mà trộn mưa, mưa rồi cái lạnh á. Rồi cái không có dâu hái luôn. Nó có một hai trái nó hơi chín mùi mùi cái Long hái rồi. Rồi nhiều khi không có hái á, cái nó cũng hư à, đôi ba trái thôi chứ không có nhiều. Đó rồi tới ngày hôm nay luôn không có hái. Hôm nay chuẩn bị đi hái. Tôi mới mua giống rau nữa nè à, giống rau xà lách à, mình ương á, thì nó rẻ hơn. Nhưng mà à, cái xà lách này á, mà mình ương thì à, mất thời gian ha. Nó hơi lâu. Rồi mua cà tím nữa kìa. Cà tím loại tròn nè. Rồi tím à, tím loại trái dài của đài á ừ. Mua về đang chuẩn bị trồng mà chưa à, hôm nay cho cả nhà xem cái loại giống dâu mà Long mua ở trên Facebook của bạn người Đài. Long thấy họ bán rất là nhiều loại giống luôn. Nói chung là rất là nhiều cái tên nó khác nhau. Rồi cái kiểu như là tò mò cái lên đi mua cả nhà thấy mà mua mà về giống nè. Long nói là Long mở ra là Long thấy Long lên gầu luôn. Không biết trồng mà nó lên không nữa. Đó. À, mỗi mỗi loại là nó khác nhau ha, nó có cái tên khác nhau mà Long thấy thì lá cũng hơi khác khác một chút xíu cái gì đâu mà à, bạch tuyết trắng rồi trắng lớn trắng nhỏ trắng ê trắng trắng bi gì tùm lum hết trơn. Nó Long mua 7 loại giống, 7 loại giống rồi à, họ tặng cho thêm Long một cây nữa là tám tám chậu, nói chung là 8 cây 8 cây. Mà tại vì một cái bầu á, nó có tới 3 cây Long tách ra nè, mà 2 cây con 2 cái cây mà Long tách ra nè. Mà Long thấy thảm không? Bao nhiêu đây là hết 600 mấy ngàn tiền Đài Loan nha. 600 mấy ngàn tiền Đài Loan thì cũng nhiêu 400-500 ngàn tiền Việt Nam rồi chứ ít đâu. Đó. Bởi nhiều khi nó đam mê nó khổ lắm luôn. Nhịn ăn mà mua giống dâu. Long thấy mấy cái giống dâu đó ở bên vườn nhà Long á, Long đem ăn giục hết trơn à. Nó nhỏ nó yếu nó gì đó Long đem ăn giục con bỏ hết trơn. Còn mình đi xách tiền đi mua về đó. Thấy thảm chưa? Khổ đam mê nó khổ. Đây cái dâu Nhật nó nứt rồi nè, con tháo con lưới giục đi một hồi nó rảnh con đi đi bọc lại đó. Dạo này trời cũng lạnh á, mấy ông này nè nó chết nhiều lắm luôn, thấy tội gì đó. Nó kiểu như là nó lạnh quá hả, thì ở bên Đài Loan này lạnh, đây là 8 năm nó mới lạnh, mới có một năm lạnh à, lạnh nhiều như vậy, lạnh mà có tiết rơi luôn. Hôm bữa là bên đây lạnh mà có tiết rơi luôn á, rơi mà kiểu không phải chỗ Loan ở nha, hơi hơi cao cao một tí chút xíu có tiết rơi luôn á. Mà Long có đi xem, ông xã kêu nói là à, chở Long đi xem. Long nói là tao hù tao hì rồi mà đi lên nó xem thì được cái gì, thấy cái gì đâu, có chụp được hình đâu mà đi. Rồi cái không đi. Cái này anh đào này hơi nó mới hơi hơi à, nó đang đi xin mấy cái mút nè, mút mình ta bọc cái cây á, kê gì cho nó đỡ gãy cuốn dâu. Đây cái vô mà mùa lạnh nè, ở dưới đây cái trái như này nó chưa có chín mùi lắm nè, cái hột nó vẫn còn xanh ha, mà ở trên nó bị như là giống như tắp nắng vậy đó. Cái này không phải tắp nắng mà kiểu như lạnh á, lạnh cái nó giống như bị đông á, đông cái lớp mặt ở trên vậy đó, lạnh quá. Đang nhớ là cũng 8 năm về trước là tiết có rơi tới dưới đây luôn, nhưng kiểu nó rơi hơi 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 mấy hạt cần nhìn thấy thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà ở vùng cao thì tiết nhiều lắm không. Rồi năm nay 8 năm sau năm nay có một đợt lạnh nữa, lạnh vậy đó. Trái này chính là những cái này bạch tuyết trắng. Đây đẹp chưa, cái giống dâu này nè nó ngọt lắm luôn. Nó mê cái dâu này lắm mà nó cũng hơi khó trồng nha, nó trồng nó hay hay bị quấn đọt lắm luôn. Trái này hái được rồi. Đẹp. Wow, cái anh đào đây.
To. Oh. To chưa? Nhìn ham lắm. Đây bạch tuyết giống mới nè. Nó ra bông. Cái bạch tuyết giống mới này nè, nó ra bông không có nhiều lắm đâu, nhưng mà nó ra là thấy nó chất lượng lắm. Rồi cái bông của nó ra là thấy chất lượng lắm. À, lo ngắt thì ngắt chỉ có một hai bông à. Nó ra không có nhiều bông nhưng mà nó chất lượng. Giống như là mình ngắt bớt vậy đó. Nó ít nhưng mà nó đạt hơn. Bữa nay hái chắc không không có được nhiều lắm đâu, nhưng mà có hái. Giờ ở bên đài đây thời tiết giờ là nó ấy lại rồi, nó ấm lại rồi, không lạnh nữa. Ừ. Nè, cái giống mà Lân bỏ bù lông bù lốc rồi Lân nói là hả, nó còn đẹp hơn cái giống mà Lân mua nữa. Nhiều khi nghĩ mình mê quá, cỡ này cái này nó cũng bị nè đó, lạnh quá nó bị đông, nó bị áo da áo áo lớp mặt ở trên luôn. Trái này nó muốn hư rồi, hư luôn không phải. Ừ, sình đất này còn xanh. Ủa, nãy đi qua rồi mà không thấy hái hả? Dòng tới dòng lui. Đây, đang trồng được mấy chậu củ cải nè, mà thấy to. Nó to chưa? Trồng trong chậu nha. Nó, cái củ này to không? Cái giống này là giống của Đài Loan á. À, nó tròn tròn, nó không có được dài đâu. Củ cải này nó tròn tròn, mỗi nó lù lù à. Của Đài Loan đó. Cái này chưa chín. Trái này, wow, trái này đẹp không? Oh, trái này to, nội giống ngon nè, nó đẹp chưa? Con thấy thích cái loại dâu đó, nó trái nó dài dài, nó dài dài nhìn nó đẹp. Đây nè, cái này là Mỹ Hương nè. Mỹ Hương trái to lắm, chắc nữa. Đây, cái này Nhật Hana nè, nó chưa, hình như chưa chín lắm đúng không? Lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên thấy trái chín luôn mà nó bị nứt rồi, định để nó mà nứt rồi. Nhìn kỹ nó bị nứt rồi nè, nó cái đuôi nó bị nứt rồi. Hái luôn đi, hoa nó rất là giòn nha, nó giòn lắm. Cái cây bông giấy này nè, để nó dướng dướng đi qua lúc nào cũng dướng chứ. Bạch tuyết đây, đây. Anh đào nó, anh đào là trái quằn quại luôn, nó bị nấm rồi. Cái dâu mình bữa nay nó bị nấm rồi nè. Đây. Này nó bị nấm nè. Nó mưa. Mưa quá rồi nó bị nấm. Bữa nay có ít trái á. Nó không có đi tháo vào lưới trước. Vừa hái vừa tháo nó hơi bất tiện một chút xíu. Nhìn cũng ngon quá. Hoa dâu này mới khổng lồ đây, cho cả nhà xem. Mỹ Hương. Ủa, rồi. Này hái chậm quá để nó mùi quá nó hư. Thôi ơi, uổng trái dâu. Chán ơi. À. Trời ơi, nó to. Thôi hái cho đây đi. Tiếc quá. À,
cây nó cũng hư luôn. Cái này tôi nghĩ nó chín không? Phải chín không? Chắc nó giống như là nó ướt quá rồi, nó bị cái lớp dưới nó ướt quá, nó bị nấm vậy đó. Không, hai trái khổng lồ luôn, tiếc hùi hụi. Buồn. Như Khanna đó. Buồn dễ sợ luôn. Đây còn trái bạch tuyết nữa nè. Chưa, nó bạch tuyết má hồng chưa chín. Rồi qua mép bên đây. Hái dâu khoe với cả nhà cái hàng cà chua trái nhỏ nè. Nó mấy cái này á, nó bị lạnh, đợt lạnh xuống quá mấy ngày trước lạnh quá ha, nó bị đông lá luôn nè, nó bị tớp lá luôn, có lá nó bị héo luôn á, không phải lỗ lỗ gì đâu. Đợt trước Long tưởng nó là bị châm kim nhưng mà không phải, nó lạnh quá, nó lạnh quá lá nó bị gì luôn nè, cho nên những cái lá này nó hay ngắt nó bỏ. Tôi thấy nó mất tác dụng vậy đó, nhưng mà bỏ hết rồi còn gì đâu nữa. Thấy trái chưa, còn nhìn mê không, nên ngắm nó nhìn cái từng chùm nữa, nhìn thấy thích lắm luôn. Thôi đi hái dâu đi. Đây trái này ngọc trai chưa chín, trái đây, trái đây mới to to mà nó nứt rồi, nó kiểu như là nó to nó căng ra quá. Đây có cái bạch tuyết này chưa hái thấy uổng, nó còn hơi xanh á, ăn nó không có được ngọt, cho nên là dâu á mình trồng mình ngày nào cũng phải chú ý hết trơn á, không để ý nó dễ bị hư lắm luôn. Ôi, trái này cũng to nè. Muốn để mùi là phải ngày nào cũng phải coi nha, để chín mùi mới hái thì ngày nào cũng phải xem. Đây bạch tuyết má hồng nè, không nhìn cái nước da đó nè, thấy cưng không, đẹp quá à, nó không hồng ửng ửng nữa. Còn cái này á, nó hồng cũng không phải hồng đâu, nó cam nha, cái bạch tuyết má hồng với cái cây anh đào á, hai cái màu nó khác nhau nha. Mọi người nhìn chứ nó không có giống nha. Cái này nó màu hồng, cái này nó màu cam. Cái đó nó không giống. Tối nào Long cũng lên hết trơn nè, lên cái lặt lá dâu nè, đi vòng 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 coi có sâu không. Vừa lặt lá lá già, rồi cái vừa coi có sâu không. Có sâu cái bắt. Ban đêm sâu nó hay ra. Đây anh đào. Trái này to nữa nè, trèo lên cái giá đẹp chưa. Wow, cái màu rất là đẹp mắt luôn, tại vì mấy ngày nay trời ổng ui á, ổng không có nắng, nó bữa nay mới có ánh nắng lên á, lâu lắm rồi bữa nay mới thấy ánh nắng đó. Mấy bữa toàn ui ui không, nó ui ui như là nó lạnh lắm, bữa nay có nắng đó, là mình mốt và cái dâu của mình đó cái màu nó sẽ cam hơn, nó không có nắng cái là nó cái màu nó sẽ hơi lợt lợt vậy đó. Bên đây có hai trái. Wow, cái này hái luôn đi. À, cái bạch tuyết má hồng này một chùm dâu nó có mấy trái à,
rồi cái nó chín cũng nhanh lắm luôn. Rồi cho nên là cái chùm một nè nó ăn hết trơn rồi. Ăn hết trơn thì bữa có bỏ phân đó. Cũng chia sẻ cho cả nhà xem. Thì dâu mà mình ăn xong rồi mình nên bỏ phân cho nó ha. Bỏ phân cho nó để nó nuôi chùm bông thứ hai nè. Đó. Rồi nhớ là lá phải thường xuyên lặt, là cho nó thoáng cái gốc á, là cái dâu của mình nó đỡ bị nấm bệnh nhiều hơn, sâu bọ nữa. Đó. À, vô cái mùa lạnh đây á, thì ít có chỉ đeo nhưng mà bị gầy, không phải gầy, lộn, con nhện đỏ. Không có chỉ đeo nhưng mà nhện đỏ, còn tới mùa hè á, là chỉ rất là nhiều luôn, rất là nhiều chỉ luôn. Mà tới mùa đông trời lạnh đây thì không thấy chỉ, ít chỉ hơn. Nó trồng dâu là nó có nhược điểm nó như vậy. Cái kiểu là mùa đông á, mình đỡ phải lo là bị mấy con chỉ nó tấn công. Nhưng mà chú ý nha, phải lật những cái lá sau này lên coi có bị mấy con nhện đỏ không, nhện đỏ nó đeo không, để nó mình đi trị nó. Chứ không á là nó hút từ dưới cái, nó nằm ở dưới lá dưới đây á, rồi cái đầu nó hút dinh dưỡng lần lần lần, cái là cái dâu của mình nó mất dinh dưỡng, rồi cái trái không to, rồi cái nó không lớn nổi. Rồi nhiều khi các bạn thấy là ủa sao dâu của mình nó đang phát triển mà tự nhiên nó đứng, rồi cái nó không to, rồi trái nó nhỏ, lần lần là nó hút giết, rồi cái cây dâu của mình nó có thể chết luôn nha, nó hết dinh dưỡng, nó mất dinh dưỡng luôn á, cái là cái cây dâu của mình từ từ nó cũng nguội rồi. Đó là mấy con nhện đỏ nó đeo á, nó như vậy. Còn tới mùa hè là cơ sở nhất là chỉ. Rồi hôm nay lấy hái lên cũng một rổ vô lưng lưng, cái này chắc cũng được đường ký. Con đi em vô lon đi làm cân, không có cái cân à, con cân thử bao nhiêu trăm cả gram. Cái này được nửa ký không? Cái cân. Được 6 lạng. 6 lạng trừ cái là cái gỗ này nha, được 1 lạng không? Mình cho nửa ký đi. Được nửa ký. Nửa ký dâu. Toàn là dâu chất lượng nha. Đó. Quả đẹp đẹp không à, to không à. Rồi. Hôm nay là mấy ngày rồi đó mà lên hái được nhiêu đây. Hôm nay Long lên Long chia sẻ tới đây. Cũng chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người đầu tuần thư giãn vui vẻ và được nhiều sức khỏe. Long tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Bye bye.